Syria, Iran giúp Baghdad chống phe nổi dậy Sunni. Syria và Iran đã tham gia cuộc chiến đấu chống lại những phần tử hiếu chiến Sunni đang tìm cách chiếm Iraq. Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki hôm nay nói rằng phi cơ Syria đã tấn công các phần tử hiếu chiến hồi đầu tuần này trên lãnh thổ Syria gần biên giới giáp với Iraq. Đây là nơi mà nhóm ISIL dùng làm bàn đạp để chiếm những phần đất rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq. Ông Maliki nói ông hoan nghênh vụ không kích của Syria hôm thứ Ba, mặc dù ông không yêu cầu Syria làm như vậy. Cũng có tin cho biết vụ không kích của Syria được thực hiện trong không phận của Iraq. Trong khi đó, Iran đang hỗ trợ cho chính phủ ở Baghdad do người Hồi giáo Shia lãnh đạo. Họ đã cung ứng các thiết bị quân sự và bố trí những máy bay trinh sát không người lái trong không phận Iraq từ một phi trường ở Baghdad. Mặt khác, các nhà ngoại giao hàng đầu của các nước Tây Phương đang tập trung nỗ lực vào việc đối phó với vụ khủng hoảng Iraq và thúc giục nước này đoàn kết để ứng phó với sự trỗi dậy của các phần tử hiếu chiến của phe Hồi giáo Sunni. Ngoại trưởng Anh William Hague hôm nay đáp máy bay tới Baghdad để hội kiến với Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki. Ông cũng định gặp Tổng thống Massoud Barzani của khu tự trị người Kurd ở Iraq. Ông Hague nói rằng Iraq đang đối mặt với mối đe dọa sống còn và đoàn kết chính trị là yếu tố quan trọng nhất để vượt qua thử thách trước mắt. Tại Paris, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã tiếp kiến Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry. Ông Fabius nói rằng Iraq đối mặt với một tình huống khó khăn, nhưng ông và Ngoại trưởng Kerry dự kiến người Iraq sẽ đoàn kết với nhau. Ông Kerry đã gặp Thủ tướng Maliki và Tổng thống Barzani hồi đầu tuần này. Hôm nay, ông nói rằng ông và ông Fabius đồng ý với nhau là Iraq cần phải nhanh chóng thành lập một chính phủ phản ánh tình đoàn kết của đất nước này.